Alo, chào tất cả anh em buổi sáng hôm nay nha. Chúc anh em toàn thể, chúc toàn thể anh em được nhiều sức khỏe, nhiều thành công trong cuộc sống. Anh em nhớ giữ sức khỏe nha. Đây mình về Isuzu Komatsu tắc 1 95 ly CH 3 QM 2 QM 3T75 có hết. Mình sẽ giới thiệu sơ với anh em. Anh em quan tâm nhớ đăng ký kênh hoặc là liên hệ số điện thoại bên dưới. Đây là địa chỉ 688 sẹt 2 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân, Sài Gòn nha. Hàng mới về hồi về hôm luôn. Đây sáng nay mình giới thiệu sơ cho anh em. Rồi lát bắt đầu mình tiếp nổ từng con. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận clip tiếp nổ nha. Đầu tiên này là một em 6 Komatsu, 6 em. 1 tắc 1 1 275 mã lực nha, 2520 tua. Đây là Komatsu tắc 1 6 em. Model này là 6 em 110 A-1 273 mã lực. Bê tông này một tắc 1 nha. Máy về thôi để xét nguyên kiện á, trên trả giá. Chưa rửa nha. Hàng nhập in Nhật kiện sao Việt Nam sao để trên vậy thôi. Đây kế bên đây là một em 6 Isuzu rất đẹp. 6BD1 nha. Bê tông này là một tắc là 2. Trọng lượng em này là mình đi nhập về Việt Nam là có đóng công là ghi là 686 kg. 6D1 tắc 2. Em này 115 người nha. Máy rất là đẹp. Lốt hơi tối. 115 người. 115 ngựa từ Rainbow bên heo rất đẹp, nguồn điện hoạt động em này là 24 bên nha. Rất là đẹp. Tới đây là một em 6DS7. Đây này đợi hơi nhiều kiểu. Trong đây là một em 6 Isuzu nữa. 6 Isuzu này cũng một tắc lại 2 nha. 160 mã lực. Có turbo sườn gió luôn nè. Cũng giống như này nhưng mà này là turbo sườn gió 160 mã lực. Trọng lượng em này thì 750 kg nha. Trọng lượng em này 750. Đây một em kém đây là một em 4BH từ HT90 mã lực. Em này thì rất đẹp. 4BH từ HT90 mã lực nha. Máy rất đẹp nguyên kiện nè. Nguồn điện hoạt động này hôm nay thì 24 quên, bắt trong thì 95 ly. Hộp số 3205 nha, IP. Này em mới mua được. IP20. 90 mã lực 2800 tua. Hộp số 3205. Em này là 6DH đời cổ nha. Còn một tắc. Còn kế bên đây nữa là 6CH K từ T 130 mã lực, có turbo không sườn gió nha. 130 mã lực. Hộp số em này là 2294. Kế bên đây nữa là một cặp Isuzu nữa. Cặp Isuzu có turbo hoặc không turbo, 6DB1, 6BD1 hết. Để kế bên đây một em long lanh luôn. Chuyên dòng cao tốc nha. 6 Komatsu 210 mã lực. 6 em 95-2 210 mã lực nha. Rất là đẹp. Zin Data Z con này thì đẹp. Này Komatsu đời mới nha, máy rất mới. Em này hộp số của em này là hộp số em này hiện tại là 2 tua 91 nha. Máy rất là đẹp. Bê tông 91, bê tông 95 ly. Đẹp. Đây giới thiệu thêm cho anh em xem nữa. Anh em quan tâm liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Đây là địa chỉ 688 sẹt 2 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân. Đây là một con 3T75 rất là đẹp nè, máy thủy hộp số đầy đủ nha. 3T75 phiên bản máy thủy là thì tên model là 3HMK nha, chứ không còn gọi là 3T75 nữa, nhưng mà anh em không biết kêu 3T75 thôi dễ hiểu rồi. Đây 2VM số khô. 18 mã lực. 18 20 mã lực nha. Còn ở đây là 3 QM của số khô luôn 30 mã lực. Mà này rất đẹp. Bô thì nó dập sơn thôi nhưng mà rất láng lại, sơn vẫn còn.
Đây mình giới thiệu sơ cho anh em coi đó, một cặp CH 4CH25C luôn. CH25C đời mới nha. 4CH25C. Đây trước tiên giới thiệu con CH thì này giới thiệu một em Nissan. 6 Nissan không turbo 115 mã lực. 115 mã lực nha. Hộp số em này 4 tua. Những máy xung quanh là hôm trước mình về rồi, hôm nay mình không giới thiệu lại nha. Đây máy mới về hôm nay. Đây là 4CH nè. 4CH25C nè. 4CH25C bê tông này lập tức là 7 nha. Đời mới nhất hiện nay không turbo, chuyên dòng tải. Anh em nhớ cho chuyên tải không turbo nha. Đây một cặp rất đẹp. Hộp số em này là 6 tua, hơn 6 tua. Về Việt Nam sao rinh vậy chứ chưa rửa ráy gì hết. Trong khi là toàn CH thôi. Số em mấy mấy đó thì đã về hôm trước rồi, không giới thiệu nữa. Đây cũng con chiên dòng cao tốc, nó về hôm trước mình chưa rửa chưa sinh, chưa rảnh tiếp nổ luôn. 4BH 130 mã lực, 3.001 tua nha, chiên cao tốc. Này về chạy đôi dết, không có đôi dết. Không có số, anh em muốn xài số thì đấu số vừa thôi. Rồi cảm ơn anh em đã quan tâm. Trước tiên mình giới thiệu sơ xé hôm nay như đó thôi. Còn nhiều một clip máy khác mình sẽ tiếp nổ anh em, gửi anh em sau. Anh em nhớ đăng ký kênh để nhận video mới sắp tới. Rồi chào tạm biệt anh em.